Thưa quý khán giả, ngày hôm nay mưa dông vẫn xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ, có nơi mưa vừa mưa to đến rất to. Nhiệt độ trưa chiều nay tại các khu vực này sẽ chỉ phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Hiện lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên, thượng lưu sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức báo động 1, báo động 2. Trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, các sông ở Nghệ An, hạ lưu sông La, Hà Tĩnh hay tại Linh Cảm lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh. Với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn ở vài nơi với lượng không lớn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại hầu khắp khu vực này sẽ phổ biến ở mức từ 30 cho đến 33 độ. Trở vào phía Nam, thời tiết vẫn phổ biến là có mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ trưa chiều nay tại Tây Nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có mưa rào và dông rải rác, gió ở cường độ cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.